Thông tin qua đường dây nóng và phản ánh trực tiếp của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên về hộ gia đình ông Lê Văn Thuần ở khu phố Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động làm móng xây nhà lấn chiếm dòng kênh T6. Ủy ban nhân dân xã Toàn Thắng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện Kim Động nhanh chóng vào cuộc ngăn chặn và xử lý vi phạm. Nhằm không để phát sinh vi phạm mới và tránh thiệt hại cho người dân, ngay sau khi nhận được phản ánh, Ủy ban nhân dân xã Toàn Thắng đã cử cán bộ đến kiểm tra và lập biên bản xử lý vi phạm, yêu cầu hộ ông Thuần ngưng thi công, tháo dỡ phần diện tích vi phạm mặc dù công trình chuẩn bị đổ bê tông. Được biết, ngoài xử lý nghiêm trường hợp vi phạm trên từ đầu năm 2020, trong thời gian qua, Đảng ủy và chính quyền xã đã tập trung xử lý các vi phạm tồn tại từ nhiều năm trước. Đáng chú ý, trong tháng 12 năm 2019, xã Toàn Thắng đã nghiêm túc, quyết liệt xử lý nghiêm 7 trường hợp cố tình vi phạm sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm hành lang giao thông và vi phạm công trình thủy lợi. Trong thời gian tới, xã Toàn Thắng sẽ rà soát, lập kế hoạch để xử lý nghiêm các trường hợp đã vi phạm kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chủ động ngăn chặn các vi phạm mới phát sinh.